Nhưng mà anh làm gì thế? Là cô chủ vào đây, cô chủ cởi bỏ hết cái áo này thì mới quay phim con nhau được chứ. Vâng, cô chủ à. Nghỉ tay đi anh, muộn rồi. Mà thôi rửa giấy chân tay xong vào nhà tôi ăn cơm luôn. Không không, tôi xin phép tôi làm một lúc nữa thì tôi cũng nghỉ thôi. Đằng nào cũng thế, giờ còn có một mình anh làm mà 12 giờ kém rồi. Hôm nay nhà tôi có khách thì vào gọi là thêm bát thêm đũa, anh ngồi cho nó vui. Thôi cảm ơn cô chủ nhưng mà tôi không... Nó lom lem lắm, nó... Bạn của gia đình tôi ngồi đấy nó không tiện. À không, ăn uống nó không hợp vệ sinh cho lắm. Bạn gọi là bạn gia đình đấy nhưng mà trạc tuổi thì cũng như anh. Nói chung là nói chuyện thì nó cũng bằng chật bằng trà dễ đấy mà. Thì anh cứ đi vào cho nó vui. Chứ có các ông các bà thì tôi cũng chả bảo anh đâu. Thôi cô cứ vào ăn cơm đi, cùng khách khứa gia đình đi. Chứ tôi vào đấy ăn uống mà lại nhìn thấy cô chủ này nó mất vệ sinh lắm. Rửa chân tay đi rồi sạch sẽ, có cái gì đâu anh. Không, tôi nhìn thấy cô chủ mà trong mâm cơm, mâm rượu tôi hay rớt nước miếng, nó mất vệ sinh lắm. Anh vào đi, tôi bảo mọi người đợi đấy. Không, lúc anh chưa vào thì mọi người cũng dám ăn. Thôi ăn uống thì đối với tôi thì có quan trọng gì đâu, cốt no say thôi mà. Thì anh cứ đi vào ăn đi, ăn no thì ra mới làm được chứ. Giờ này muộn rồi, 12 giờ rồi mà đói thì anh làm nó cũng không hiệu quả. Nhưng mà tôi ngại lắm. Có cái gì đâu mà ngại, anh toàn người nhà bạn bè với nhau mà. Tôi ngại, thế được rồi, tôi ngại từ chối ấy. Thôi cô chủ cứ vào đi, xong tôi vào tôi uống chén hai chén xong tôi cũng xin phép. Thôi anh rửa chân tay nhanh lên nhá, không có mọi người đợi đấy. Tôi đi vào trước đây. Vâng vâng, thế cô chủ cứ vào đi, kệ tôi. Cô chủ ngon thật. Cho mình mời mình ăn cơm nữa. Việc nay không làm thì mai làm. Bà có làm chén không? Chào các bạn nhé. Chào ông chủ nhỏ. Thế nãy em đi lấy rượu nhá. Nay cô chủ cô bảo ở gia đình có khách thì bảo là mời lại ăn cơm mà tôi ngại từ chối quá, tôi phải quay lại. Nên là tôi nếu mà đã nhiệt mời thì tôi cũng ở lại thôi, uống một vài chén thôi cho nó vui thôi. Thôi thế nhá, nó là cái tình cảm. Rồi. Hôm nay có công việc ở đầu máu đấy nha. Rồi. Thì mời bác đã sang đây thì mời ở lại uống chén rượu nó tình cảm. Nhưng mà chú chủ nhà mà chú uống uống vừa thôi. Đây là bạn của gia đình nhà. Vai về trong này là gọi tôi bằng thằng. À, vai về gọi là thằng. Đấy là anh em ruột đấy à? Trong này là cũng gọi tôi bằng thằng. Bạn bè. Cái mình gọi là bạn bè. Vai về trong gia đình là gọi là thằng. Học cùng nhau. Nghĩa là quay lại tao này. Nghĩa là bố thằng này với bố thằng này với là bố tôi là ba thằng bố. Ba thằng bố. Là... Đúng. Không, ba ông bố. À, quyền bà. Ba ông bố. Đúng, ba bố. 20 năm rồi đúng không? Ừ, 20 năm. Cho đúng 20 năm luôn. Đúng 20 năm luôn. Bạn cho hỏi xem cái người này say chưa? Cái thằng này nó mày sắp say chưa? Sắp rồi. Say thì say về, giữ tỉnh táo đừng có nói năng lung tung. Thì nói không đúng à? Ông bố là ông bố là sao gọi thằng bố? Sai. Sai đấy. Sai phải biết sửa. A Huy mà đúng đấy. Đúng. Cái vợ đâu? Cái vợ... Cái vợ nó đi nấu nước. Thế, nhưng mà nói thật sự là sai phải sửa, tự uống một chén. Uống một chén. Em cho mình uống một chén nha. Mày bỏ xuống để tao uống một chén. Mình say thì say nhưng mà phải chuẩn, không để say lung tung được. Bố là bố, không để bố là thằng được. Ôi, áo thằng áo xanh bạn thằng đi. Uống đi. Thôi có gì thông cảm, em cũng chỉ làm công cho gia đình. Mày
mày canh nó bảo là A Huy uống ít thôi. Thôi thôi giới thiệu lại là bố tôi với lại bố đằng này với lại bố đằng này là ba ông bố. Ba ông bố là có nghĩa là quan hệ gia đình, quan hệ là bạn bè, là ba anh em hoặc có ba với nhau. Vai với gia đình là thằng này phải gọi thằng này là mày. Là mày. À, tao lại gọi thằng này là mày. Gọi là thằng chứ. Thằng. Thằng Tuấn với thằng Mai. Thôi nói chung là cái vai vế ở trên này thấy thấy lòng hoảng lắm, loạn lắm, loạn. Đấy còn đây là nhân vật gì? Em không phải là em là người. À không không phải là không ý mình không phải là bảo chú là vật mà chú là nhân vật là có vị trí như thế nào với gia đình nhé? Thôi thằng này nói giới thiệu cái okay. Thằng này là em vợ của em, anh. À. Em vợ. À rồi rồi. Sao thằng này là liên quan tí là thông gia với như này. Nói về thằng này gọi thằng này bằng thằng này. Nhưng mà lạnh nhạt lắm thôi. Thế bạn mình như thế. Thôi đây được rồi. Nên là được uống rượu mới lệ các anh em là vui rồi. Chúc anh mình khỏe nhá. Rồi rồi. Xây nhà nó đẹp. Thật sự có sức khỏe mà không đi làm kiểu phí nhá. Tôi nói thật. Xây cho ngon lành nhá. Rồi. Xây cho ngon lành. Mày xây mà đổ mà. Không, tôi xây siêu lắm, không đủ. Xây siêu, quá siêu luôn. Mày xây siêu đúng không? Đúng rồi, xây siêu bao nhiêu độ? Xây nó phải thật... Nó phải nghiêng nghiêng đúng không? Siêu quá, siêu đúng không? Quá siêu luôn đấy anh ta. Ông mà xây ngon lành tôi lại giới thiệu cho mấy công trình nữa. Ông không phải lo, tôi xây hơi bị siêu. Ông có công trình nào nhá, ông cứ giới thiệu cho tôi xây ít nhất là cái tường nó phải bửa ra ngoài. Nó còn lệch hẳn mới nóng. À, có nghĩa là đó, dưới nhỏ trên to để mình kiếm chiếm được cái không gian của cái bên đất ranh giới giữa nhà hàng xóm với nhà mình. Thế quá siêu rồi. Quá siêu. Thật sự không phải. Quá. Cái đấy ông không phải lo, tôi làm được. Ôi cô chủ à? Thế không ăn nữa hả anh? Thôi. Nói thật chứ cô chủ là em nó say quá rồi. Ở trong đấy mấy cái bạn bè của ông chủ đấy là phải nói là cũng rất là nhiệt tình mà tình cảm. Nhưng mà vai vế là như thế nào mà em thấy các anh ấy toàn giới thiệu là ở kìa anh. Là vai vế là thằng nọ phải gọi thằng kia là thằng mới nọ. Tôi không hiểu cái kiểu xưng hô ở dưới này, cô chủ có thể nói nhưng cho tôi được không? Anh cứ ngồi dịch ra đây tôi nói cho. Sao hả cô chủ? Bạn học của chồng tôi. À bạn học à? Đúng rồi, thì... Bạn học là nói là trong cái ngôn ngữ xưng hô là cái vai vế gia đình là bạn học là cái anh này phải gọi tôi là thằng thế á? Nhưng mà anh say thật rồi, anh cứ ngồi dịch ra đây. Không, tôi còn chơi mới tỉnh, làm sao đã say được? Không, nhưng mà anh nói mà tay anh cứ hành động như thế mà chồng tôi nhìn thấy được, anh hiểu lầm chết. Không, không, không có gì đâu, cô chủ hiểu nhầm rồi, nó rất là bình thường mà. Không, bình thường đối với anh nhưng thực ra là với tôi là gái có chồng rồi thì nó không bình thường. Gái chưa chồng thì mới phải giữ ý chứ còn cô chủ có chồng rồi không phải. Ừ. Cái này nó rất là bình thường mà. Anh cứ ngồi đấy. Không, cô chủ nói chuyện với tôi một tí xong tôi xin phép tôi về thôi chứ tôi... Không, thì tôi vẫn nói chuyện với anh bình thường. Vâng. Thì đây tôi cũng nói với cô chủ. Đấy cô chủ à. Tôi nói với cô chủ thế này nhé. Thì nhưng mà anh cứ nói thôi nhưng mà tay anh đừng hành động như thế. Không, cô chủ không có cái gì cả. Tôi với cô chủ là trong sáng chứ không phải trong tối mà phải lo. Hai nữa là cái bữa rượu hôm nay cái anh chủ là chồng của cô chủ nó cũng say rồi, nó cũng không để ý mấy đâu. Thì tôi có một cái việc này là muốn nhờ cô chủ là giúp đỡ tôi để đẩy mạnh cái kinh tế gia đình lên. Thì anh cứ nói đi, nếu mà giúp được thì tôi sẵn sàng tôi giúp. Nó là như thế này. Tôi là tôi có một cái chuyện này muốn nhờ cô chủ là xem. Cô chủ là người thông thái thông minh. Cô chủ biết gọi là cái kết hợp của cái chấm không cái thời đại đấy. Đây nhé, tôi có một cái ý tưởng này, cô chủ với tôi sẽ hợp tác đóng một thước phim con heo để bán, có được không? Sao lại làm phim đấy? Cô cứ đi với tôi. Nhưng mà làm thế liệu có được không? Không phải là không được mà quá được luôn. Bây giờ cái thời đại 4.0 này nó tiện lợi là như thế. Đấy,
cô chỉ cần làm với tôi một lần, lần sau lại muốn làm nữa. Nhưng mà như thế chồng tôi mà biết thì chết. Không, ông chồng nó chạy rồi, nó không đang tận dụng cái lúc này. Thì để mình thấy ông làm được hiệu quả. Thế thôi, đi. Nhưng mà anh làm gì thế? Cô chủ vào đây, cô chủ cởi bỏ hết cái áo này thì mới quay phim con heo được chứ. Ai để ai mặc thế này mà quay được? Thì cô chủ cũng cởi hết ra. Thì anh cứ bỏ thế ra để tôi cởi. Được. Đấy cô chủ nhé. Bây giờ tôi nói với cô chủ cứ cởi hết quần áo đi, sao tôi ra ngoài kia tôi đợi cô chủ. Thì anh cứ đi ra đi, tôi mới thay được quần áo chứ. Đấy bây giờ nhé cô chủ cầm quay cho tôi. Để tôi với cô chủ để đóng một cái thước phim con heo, chuyển hình trực tiếp lên trên file luôn để kiểu như là bán trực tiếp ấy. Ở nhà con heo này là mình vừa để xong, là muốn tôi muốn bán cả cái đàn này luôn, lấy tiền còn trang trải cuộc sống, không có nó vất vả quá cuộc sống của tôi. Tôi muốn là dồn hết tâm huyết vào cái nghề thợ chơi. Thì tôi tưởng là lợn phải tầm 25-30 ngày mới bán được chứ, nhà anh vừa để xong mà sao anh em vội bán thế? Đang dần đi chứ. Cô chủ cứ quay cho tôi. Để tôi quay cho. Dạ. Tôi bắt đầu rồi đấy. Xin phép được chào đến toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay trên trang Facebook của AHI TV đấy là cũng có một cái đàn con heo nói theo người miền trong, miền Trung, miền Nam là con heo, là cũng là con lợn ở ngoài Bắc. Đấy mình muốn nhân rộng với cái thị trường để ai có nhu cầu yêu thích nuôi động vật là đây tôi có một đàn lợn là nó đẻ ít quá thì nó không mang lại kinh tế nhiều lắm, nên là tôi muốn gọi là chuyển giao đến ai muốn nuôi về cái con heo này thì cứ trả giá đến cái giá nào đặc biệt nhất thì tôi sẽ bán cho. Thế nhưng mà bây giờ của anh phải là người phát giá đầu tiên thì người ta mới biết mức giá thế nào mình sẽ giả chứ. À thế à? Vâng, bình thường theo như cái giá lợn này bây giờ cái công nghệ 4.0 gọi là cái lợn xách tay thì là sách tay là nó rơi vào tầm khoảng 2.5-3 triệu. Thì tôi cũng lợn này nó chưa sách được tay, nó gọi là lợn chưa cai sữa đấy, thì muốn bán cả mẹ thì tôi cứ tưởng mù là tôi đưa ra một cái giá chung đó là 15 triệu. Nhưng mà bây giờ vẫn biết là mẹ đó rồi, nhưng mà lợn nhà anh có bao nhiêu con thì anh phải giới thiệu người ta, còn áng tiền người ta mua chứ. Vâng, để mà nói với mọi người là lợn nhà tôi nó đẻ lứa so. Đấy là đánh giống nó không được đậu theo như chu kỳ của những con lợn khác là 13 đến 15 con. Nhưng lợn nhà tôi chỉ được có 6 con thôi. 6 con lợn con đẹp đều và nó rất là ngoan ăn ngoan chơi, ngoan không phá chuồng. Thôi nhưng mà này anh Ahi, bây giờ anh giới thiệu giá là 2.5 triệu một con đúng không? Thì 6, 2, 12 mà 15 triệu cả mẹ cả con thì có phải quá rẻ không? Thế là anh hớ rồi đấy. Thế xin thôi, tôi nói 15 triệu là chỉ bán con lợn mẹ thôi. Còn con lợn con cộng vào cứ giả giá hợp lý tôi sẽ bán. Nó tổng cả mẹ cả con là một con mẹ 6 con thì là nó khoảng 20 triệu tôi sẽ bán. Ai trả giá cao hơn ạ? Có ai xem chưa? Ôi tôi chết. Thế là anh muốn phát trực tiếp Facebook à? Mà từ nãy tôi chỉ có quay video cô. Cô đóng phim thế thì hỏng hết rồi. Tôi đã bảo là tôi mới cô quay phim con heo. Thì rõ ràng mồm anh nói là tôi quay đúng không? Thì tôi chỉ quay đúng rồi. Cô quay phim con heo với tôi thế này thì không. Tôi muốn cô có một hình tượng cô nói nó rõ nhạc hơn thì bảo tôi quay cho. Nhưng mà có phải lợn của tôi đâu mà tôi quay. Mà coi như lợn của cô đi, coi như con heo của cô đi, tôi quay phim con heo cô nói. Nhưng mà tôi không biết giá cả thế nào đâu mà tôi phán. Đây giới thiệu với mọi người chẳng hạn đấy, đấy mẹ con là âu yếm, khi ăn no cú say xong là nó trèo lên lưng mẹ, và đấy bên cạnh đấy là các anh chị của nó, đấy mọi người nhé. Thì nào cô thử nói đi để tôi quay. Nhưng mà
Đấy, thực ra là quý vị và các bạn ạ, vừa nãy là anh A Hi, anh có giới thiệu về đàn lợn của nhà anh ý. Nhưng mà tôi không phải là chủ nên là tôi không biết phát giá thế nào. Như anh ấy nói là 20 triệu thì quý vị và các bạn là ai có nhu cầu nuôi thì cứ trả giá, nếu mà được thì anh A Hi anh bán cho. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, đấy. Nhưng mà anh bán lợn anh quay lợn xanh cứ dí vào mặt tôi. Ông phải có biết chủ là ai chứ. Thì chủ là anh, không phải tôi là chủ đâu. Nói chứ nó lộ hết rồi. Cắt. Đã quay phim con heo là mình không nói cái ngoại lệ, hiểu không? Quay là chỉ có quay là chủ đề là bán con heo là bán con heo. Quay phim thì anh chẳng có kịch bản, chẳng có lời thoại gì, làm sao tôi biết nói cái gì mà không nên nói cái gì. Đây không phải làm phim truyền hình. Đây là làm phim ở trên, gọi là mình giao dịch trên cái mạng xã hội, có hiểu không? Đấy, giao dịch trên mạng xã hội thì mọi người phải biết được là đây là phim con heo, là phải quay con heo và mình ra giá. Đấy, cô nói. Thôi, anh đừng có dí vào mặt tôi. Tất nhiên là lợn của anh thích ra bán thế nào thì bán. Mà có cần tôi quay thì tôi quay cho, nó không tôi về nhà tôi đầy việc cái kìa. Tôi tưởng anh làm thế nào. Thế không giúp tôi đóng phim con heo nữa à? Thôi thôi, lợn nhà anh thích bán nào thì bán. Tôi về hộ nhà đầy kìa. Thế cô chủ cứ về thì tí nữa tôi sang tôi làm nốt cái việc còn lại buổi chiều. Mày không để ngoan thì tao bán bỏ đấy. Để gì có mấy con ấy. Thêm con thêm của phải để nhiều vào chứ. Để cho tao đẩy mạnh kinh tế lên chứ. Nên là anh cứ ngồi... Gái chơi chồng tôi mới trời chứ nói với cô chủ là đây nha tôi để... Yến á. Cười. À, ok. À, vai vế thế nào mà toàn là gọi là thằng là thế nào hả chủ? Buồn. Anh cứ xa xa đây buồn rồi mẹ. Ok.